Tính chung 9 tháng của năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Cần Thơ đạt trên 98.000 tỷ đồng, tăng 11,93% so với cùng kỳ. Số liệu cho thấy tình hình kinh tế của thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, nhiều ngành hàng phục hồi mạnh như bán lẻ ô tô do ảnh hưởng yếu tố mùa vụ và chính sách lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm nay, đã giúp các doanh nghiệp bán lẻ ô tô tăng cao doanh thu trong tháng. Cũng trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, thành phố tổ chức nhiều sự kiện thu hút khách tham quan, cũng góp phần làm tăng doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng của thành phố.